giờ qua đô Cung Thánh nè. Giờ tới Cung Thánh nè. Ủa sao vậy chị? Rồi. Đăng Quang nó. Đăng Quang mà. Đăng Quang đi, Đăng Quang là. Đăng Quang chị, chị. Bây giờ là chị đâu Đăng Quang đi nè. Cái đó chị đâu rồi chị? Chị ơi, crown mình đâu nè chị? Đếm đếm đi, giờ đâu giờ em đem lại cho. Giờ mình đợi rap về đúng không chị? Đang để ra chụp hình. Máy của bạn của em nhé.